Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phong Thổ được phát trên làn sóng FM tần số 97MHz. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Tổ dân phố Pa Gio. Phong Thổ tổ chức hội nghị Ngày pháp luật năm 2020. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Tổ dân phố Hòa Bình. Tiếp đến là bài viết ghi nhận ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng sông Đà năm 2020. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung tuyên truyền tiếp theo kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Tổ dân phố Pa Gio thị trấn Phong Thổ đã long trọng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020. Đây là tổ dân phố được thị trấn Phong Thổ chọn làm điểm cho 7 bản tổ dân phố trên địa bàn. Đến dự có đồng chí Vương Thế Mẫn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tổ dân phố Pa Gio hiện có 326 hộ, 860 khẩu, trong đó hộ cán bộ công chức chiếm 47,45%, hộ phi nông nghiệp chiếm 43,64%. Năm qua, bà con trong tổ dân phố luôn chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư sạch đẹp, văn minh. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm còn 5,08%. Số hộ đạt hộ gia đình văn hóa đạt 91,1%. Bên cạnh đó, tổ dân phố còn vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trong thời gian tới, tổ dân phố Pa Gio tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không ngừng mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời biểu dương các tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc. Nhân dịp này, tập thể tổ dân phố Pa Gio và 3 hộ gia đình tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Vừa qua, huyện Phong Thổ đã tổ chức hội nghị Ngày pháp luật năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Vương Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Mai Thị Hồng Sim, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Trong thời gian một ngày, các đại biểu về dự hội nghị đã được tiếp thu các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, nghị quyết kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương, luật đầu tư sửa đổi, luật đầu tư công sửa đổi và Nghị định số 04-2020, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai, luật đê điều và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Hội nghị là điều kiện tốt để các đại biểu nắm được những nội dung cơ bản của bộ luật nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật, phục vụ nhiệm vụ tốt trong công tác chuyên môn, góp phần thực hiện tốt phương châm, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Vừa qua, Tổ dân phố Hòa Bình thị trấn Phong Thổ đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Ngày hội Đại đoàn kết diễn ra trong không khí vui tươi trang trọng. Sau các tiết mục văn nghệ do bà con nhân dân trong tổ biểu diễn, các đại biểu đã ôn lại lịch sử truyền thống 90 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả sau một năm thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ dân phố Hòa Bình có 245 hộ với 850 nhân khẩu. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của tổ dân phố đạt 28 triệu đồng trên người trên năm.
số hộ nghèo chỉ còn 2 hộ, số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa là 225 hộ. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đền ơn đáp nghĩa được nhân dân nhiệt tình tham gia thực hiện. Đặc biệt trong năm, các hộ dân tích cực ủng hộ, đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa với tổng số tiền trên 160 triệu đồng. Trong thời gian tới, Tổ dân phố Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Tổ dân phố ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp này, Tổ dân phố Hòa Bình và 3 hộ gia đình tiêu biểu đã được Ủy ban Nhân dân thị trấn Phong Thổ tặng giấy khen vì có thành tích trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Vừa qua, Trường Trung học Phổ thông Phong Thổ tổ chức lễ khởi công xây dựng 6 phòng ở cho các công trình phụ trợ phục vụ cho các em học sinh nhà trường. Công trình được xây dựng trên mặt bằng có tổng diện tích 300 m², mỗi phòng ở hoàn thành có diện tích 50 m², đảm bảo điều kiện nơi ăn chốn ở cho 14 đến 16 em học sinh và một số hạng mục phụ trợ. Tổng giá trị công trình dự kiến 1,1 tỷ đồng. Được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, Công an huyện, Chùa Ngòi Hà Đông và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh ủng hộ. Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ góp phần tạo điều kiện cho các thầy cô giáo và học sinh của nhà trường có đủ điều kiện phục vụ việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh trong nhà trường. Theo dự kiến, lớp học sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Thời gian qua, huyện Phong Thổ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã rà soát và xây dựng kế hoạch tham mưu phê duyệt sửa chữa các công trình bị hư hỏng, đôn đốc hướng dẫn các ban thủy lợi, tổ thủy lợi thực hiện sửa chữa các công trình bị hư hỏng với quy mô nhỏ, tiến hành nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đảm bảo phục vụ nước tưới tiêu cho diện tích gieo cấy lúa đông xuân và lúa vụ mùa. Trong 9 tháng đầu năm 2020, huyện Phong Thổ đã triển khai đầu tư nâng cấp sửa chữa 16 công trình thủy lợi. Đến nay toàn huyện có tổng số 172 công trình thủy lợi, đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho 3.603 ha trên 3.739 ha, đạt 96,4%. Theo thống kê báo cáo đến nay, đã có 16 trên 16 xã đạt chuẩn tiêu chí về thủy lợi trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Hiện nay, xã Bản Lang có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 12,5 ha. Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt trong 9 tháng đầu năm ước đạt 15,58 tấn. Trong đó, sản lượng nuôi trồng thủy sản là 15,23 tấn. Sản lượng đánh bắt là 0,35 tấn. Thời gian tới, để đạt mục tiêu mở rộng phát triển diện tích nuôi trồng trên địa bàn, xã Bản Lang cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi thế tiềm năng của địa phương trong việc phát triển nuôi trồng thủy sản, cũng như tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân mở rộng diện tích. Để từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhằm thay đổi nhận thức của nhân dân trong xã, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Bản Lang đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến một số nội dung pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý và thực hiện pháp luật trong cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm, xã đã tiến hành tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và dịch bệnh COVID-19 đến các bản được 50 lượt cho hơn 3.841 lượt người tham gia. Thực hiện cấp phát 260 tờ rơi tuyên truyền về biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Qua những buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của người dân trong xã ngày một tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp và nhân ái, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân đang cần máu. Thời gian qua, huyện Phong Thổ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào hiến máu nhân đạo. Do vậy, sau mỗi đợt phát động, huyện luôn tiếp nhận được hàng trăm đơn vị máu do những tấm lòng vàng chia sẻ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phóng sự ghi nhận Ngày hội Hiến máu tình nguyện Giọt hồng sông Đà năm 2020. Với tâm niệm, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Trong Ngày hội Hiến máu tình nguyện huyện Phong Thổ lần thứ 2 năm 2020,
anh Đeo Văn Trang, bí thư đoàn thanh niên xã Mở Do, cũng như nhiều người dân khác trong toàn huyện. Ngay từ sáng sớm, anh đã đến tình nguyện tham gia. Là một trong những cá nhân tiêu biểu đã 4 lần hiến máu tình nguyện cứu người. Anh rất vui mừng khi những giọt máu của mình cho đi để góp phần bảo vệ sức khỏe của mọi người, giúp đỡ nhiều hơn cho xã hội. Anh Tèo Văn Trang, bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Mở Do, huyện Phong Thổ, nói: qua quá trình hiến thì em thấy là sức khỏe em đi hiến thì giờ em tăng cân bình thường, không tâm lý ổn định, cũng là được mọi người cũng yêu mến. Hôm nay cũng đoàn xã huy động được 10 đoàn viên thanh niên hưởng ứng trong ngày hiến máu hôm nay. Thời gian tới thì đoàn xã sẽ kết hợp với ủy ban với chữ thập đỏ xã để cố gắng tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên với bà con nhân dân tham gia nhiều hơn nữa, để góp phần một công nhỏ bé của mình cho những bệnh nhân đang cần một lượng máu. Đúng 7 giờ, đã có hàng trăm người dân đã về trường Trung học Phổ thông Phong Thổ để đăng ký tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Phong Thổ lần thứ 2 năm 2020, nhằm hưởng ứng chiến dịch Giọt Hồng Sông Đà. Để phong trào ngày càng lan rộng trong các tầng lớp nhân dân, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu hơn về hoạt động hiến máu tình nguyện, cũng như tầm quan trọng của máu đối với người bệnh. Đồng thời chuẩn bị chu đáo, hợp lý trong việc bố trí thời gian cho các tình nguyện viên lấy mẫu máu xét nghiệm và lấy máu, nên công tác tổ chức hiến máu của huyện đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong mỗi tình nguyện viên và làm cho không khí của ngày hiến máu tình nguyện thực sự trở thành ngày hội. Tính đến thời điểm cuối ngày hội hiến máu tình nguyện, huyện Phong Thổ đã tiếp nhận 215 đơn vị máu trên tổng số 100 đơn vị máu theo kế hoạch. Đồng chí Lưu Thị Phượng, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phong Thổ cho biết: để làm tốt phong trào hiến máu, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền đến tận các thôn bản, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào hiến máu. Dự kiến trong các đợt hiến máu này, chỉ tiêu giao cho chúng tôi là 100 đơn vị máu. Cơ quan chúng tôi đã vận động được gần 400 tình nguyện viên đăng ký, và dự kiến là trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ thu được từ 200 đến 250 đơn vị máu. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và phát huy cái ưu điểm hiến máu của huyện nhà. Mỗi một năm thì chúng tôi tổ chức hiến máu 2 đợt, và đợt này là đợt thứ 2. Và lần nào chúng tôi cũng vượt chỉ tiêu từ 50% đến 150% đơn vị giao. Nhờ sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền huyện Phong Thổ, phong trào hiến máu tình nguyện của huyện ngày càng trở thành một việc làm thiết thực, có ý nghĩa hết sức cao đẹp, thể hiện rõ tính nhân văn cao cả, tình cảm giữa người với người được xã hội tôn vinh. Những giọt máu tình nguyện sẽ góp phần đem đến niềm tin, hy vọng cho những người kém may mắn. Còn nhiệt tình, còn tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bản thân ơi sao còn ngại ngần. Bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ái sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tư sinh. Hiến máu cứu người là truyền thống ngàn đời của cha ông, nhắc nhau đừng quên thương người như thế thương thân. Tin ta còn hồng là còn biết đau vì bao người, chớ quên bạn ơi nhiều điều phù lấy ra gương. Còn nhiệt tình, còn tin yêu, còn đôi môi ta còn hát, còn con tim đang tuổi xuân, bạn thân ơi sao còn ngại ngần. Bao người đang chờ chúng ta, tấm lòng nhân ái sẽ chia, giúp nhau một giọt máu hồng, dắt nhau qua bờ tư sinh. Hiến máu cứu người là truyền thống ngàn đời của cha ông, nhắc nhau đừng quên thương người như thế thương thân. Tim ta còn hồng là còn biết đau vì bao người, tuổi xuân bạn ơi hiến máu chớ ngại ngần chi. Xuân bàn nơi hiến máu chớ ngại ngần chi. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung tuyên truyền tiếp theo
kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020. Hai lớn, những chặng đường lịch sử vẻ vang và đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. B. Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng tháng 8, tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược từ năm 1946 đến năm 1975. Một nhỏ, Mặt trận Việt Minh tăng cường đoàn kết toàn dân, góp phần bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, chính quyền cách mạng đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thù trong giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành. Để bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù và tay sai, nhiệm vụ củng cố và phát triển Việt Minh được đề ra cụ thể. Việc phát triển các tổ chức cứu quốc thống nhất trong cả nước trở thành vấn đề cần thiết trước sự hoạt động giáo diết của các loại kẻ thù, đảng ta chuyển vào hoạt động bí mật. Từ đó vai trò của Việt Minh trong đời sống chính trị của đất nước ngày càng được đề cao và ngày càng thu nhận thêm những thành viên mới, góp phần ngăn chặn, phân hóa hàng ngũ các đảng phái chính trị phản động, bám góp quân tưởng, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào sản xuất cứu đói, tuần lễ vàng, hũ gạo tiết kiệm. Nhờ những hoạt động có hiệu quả của Việt Minh, khối đại đoàn kết toàn dân thực sự trở thành hậu thuẫn vững chắc chống thù trong, giặc ngoài, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác gành nguy hiểm, bảo vệ được chính quyền, chủ động chuẩn bị cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đánh giá công lao to lớn của Việt Minh, tuyên ngôn của Đại hội Toàn quốc Thống nhất Việt Minh Liên Việt tháng 3 năm 1951 nêu rõ: Việt Minh có công lớn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chống quân cướp nước. Công đức ấy, tất cả mọi người Việt Nam phải ghi nhớ. Lịch sử của Việt Minh 10 năm đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc cũng là những trang lịch sử vẻ vang và bậc nhất của dân tộc Việt Nam ta. 2. Mặt trận Thống nhất Việt Minh Liên Việt, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt, đóng góp to lớn đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Để đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Bác Hồ và Trung ương Đảng chủ trương vận động thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, Hội Liên Việt. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 29 tháng 5 năm 1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam tuyên bố thành lập. Cương lĩnh của hội chỉ rõ mục đích đoàn kết tất cả các đảng phái yêu nước và đồng bào yêu nước vô đảng phái, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, xu hướng chính trị, chủng tộc để làm cho nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, phú cường. Việc thành lập Hội Liên Việt là bước phát triển mới của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt đã ra sức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia kháng chiến. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt ngày càng sát cánh bên nhau, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng tổ chức, phát triển lực lượng nhằm mục tiêu chung là kháng chiến thắng lợi, giành độc lập dân tộc. Việc thống nhất Việt Minh và Liên Việt trở thành yêu cầu khách quan của kháng chiến và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta nhằm củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Ngày 3 tháng 3 năm 1951, Đại hội Toàn quốc Mặt trận Thống nhất Việt Minh Liên Việt lấy tên là Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt được tiến hành. Đại hội lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 năm 1951 tuyên bố ra công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Liên Việt đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ như tăng cường đại đoàn kết toàn dân, vận động các giới đồng bào chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, đập tan mọi hoạt động tàn bạo và âm mưu thâm độc của kẻ thù, vận động nhân dân thực hiện giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất nhằm động viên khí thế cách mạng của nông dân, tăng cường liên minh công nông góp phần củng cố Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Quá trình kháng chiến toàn dân, toàn diện làm cho Mặt trận Dân tộc Thống nhất không ngừng lớn mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước. Qua 9 năm kháng chiến, Mặt trận Liên Việt
trở thành một trong những trụ cột của nhà nước dân chủ nhân dân, là sức mạnh vô biên của cuộc kháng chiến kiến quốc, là cơ sở quần chúng rộng rãi làm thành một áo giáp vững bền của Đảng để đánh thắng bọn xâm lược và tay sai của chúng. 3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cùng với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng. Ngày 10 tháng 9 năm 1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra sức vận động các tầng lớp nhân dân thi đua yêu nước, tham gia khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thực sự là cơ sở vững chắc trong cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Để mặt trận không ngừng phát huy vai trò, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm theo dõi và chỉ đạo công tác mặt trận. Tại lớp huấn luyện cán bộ mặt trận tháng 8 năm 1962, người chỉ rõ, chính sách mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng. Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 3 năm 1960 của Đảng nêu rõ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đoàn kết các giai cấp, các đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ yêu nước và tán thành chủ nghĩa xã hội. Nhờ đó đã động viên mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ của dân tộc để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Từ cao trào đấu tranh của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời với bản tuyên ngôn và chương trình hành động 10 điểm. Nội dung cơ bản là đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân với mục tiêu đấu tranh phải hòa bình, phải độc lập, phải dân chủ, phải cơm no, áo ấm, phải hòa bình, thống nhất tổ quốc, nhằm đánh đổ chế độ độc tài tay sai của đế quốc Mỹ. Trong quá trình hoạt động, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã kịp thời đề ra nhiều chủ trương chính sách nhằm không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Đại hội lần thứ nhất tháng 3 năm 1962 quyết định nhiều chính sách lớn về đối nội, đối ngoại như vấn đề hòa bình, trung lập, dân tộc, ruộng đất, trí thức, tư sản, tôn giáo, ngoại kiều và chính sách đối với binh lính và ngụy quyền miền Nam, tạo điều kiện đoàn kết rộng rãi nhất, sẵn sàng bắt tay với những ai tán thành chống Mỹ, cứu nước và thống nhất đất nước. Ngày 20 tháng 4 năm 1968, trong khí thế của tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam ra đời với bản cương lĩnh thích hợp nhằm đoàn kết tranh thủ thêm tầng lớp trí thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở thành thị nhưng chưa tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 6 tháng 6 năm 1969, Đại hội Đại biểu Quốc dân miền Nam Việt Nam đã bầu ra Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng Cố vấn. Từ khi ra đời, Mặt trận đã làm một phần chức năng của chính quyền dân chủ nhân dân. Sau khi có Chính phủ Cách mạng Lâm thời, Mặt trận giữ vai trò trụ cột và làm hậu thuẫn cho chính quyền cách mạng, không ngừng đẩy mạnh hoạt động trên cả ba mặt quân sự, chính trị và ngoại giao, tiến tới cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phong Thổ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm sản xuất Đinh Ngọc Cường, chịu trách nhiệm nội dung và kỹ thuật Nguyễn Văn Tuyển cùng phát thanh viên Hà Vân, kỹ thuật phòng thu Quang Trung Đỗ Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.